で、để yên mẹ chạy cho, mẹ chạy cho đẹp gái nhé. Hả? Chạy đâu cho đẹp gái nhé. Ừ. Được chưa? Tỉnh ngủ chưa? Đi, dậy đi nấu cơm với mẹ nhé. Đúng đấy. Đúng đấy, đi nấu cơm với mẹ nhé. Đi lại đây mẹ xem nào. Đi ơi, đi. Cầm cái lược lại đây cho mẹ. Cầm lược lại đây cho mẹ. Lấy lại đây cho mẹ chạy đầu như nào. Đi. Em lại đây không? Em lại đây. Cầm lên. Lấy lên. Lấy lên. À, đẹp chưa? Thấy không? Thằng nào đi cắt tóc nhé. Em sao mà mặt buồn thiu đấy? Hả? Đứng lên mẹ ra. Con đứng lên. Đứng lên. Đó, đứng lên thế chứ. Đi lại đây với mẹ. Đó. Đi giỏi như thế nào, lấy cái gì đấy? Lại nghịch ngợm cái gì đấy? Không có cái gì để lấy được nhá. Nào, ngồi đây. Mẹ em ngồi đây để mẹ chạy đầu nhá. Ngồi yên nhá. Ngồi yên ông ngạc nhá. Ngồi đây, ngồi đây mẹ. Ngồi đây. Ngồi yên nhá. Ngồi yên để mẹ chạy đầu nhá. Thôi ngồi đây. Không có làm ngủ. Ngồi yên. Ngồi yên nhá. Ngồi yên để mẹ chạy đầu nhá. Thấy không? Sao chạy đầu cho mẹ nhá. Con chạy đầu cho mẹ nhá. Đó, con chạy đầu cho mẹ. Cầm đấy. Con chạy cho con đi. Ngồi đây mẹ xem nào. Thôi, cái mặt sao này. Mặt sao mà nhem nhút quá này. Ngồi yên, ngồi yên. Ngồi yên mẹ chạy đầu cho đẹp nào. Chạy tóc cho đẹp nha. Ngồi yên. Mặt yếu xíu đấy. Ừ. Đấy xem nào. Nhìn 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 nhìn. Lấy cái tay này ra. Nào, bỏ tay này ra nhé. Bỏ tay này ra. Đi nào. Đi. Đi, đứng lên. Đứng lên. Nào. À, đi đi đi, đỏ quá nhỉ. Nào đứng lên, con đứng lên. Nào đứng lên đi nào, đi quay lại đây nào. Đi lại đây với mẹ nào. Con đứng lên, đứng thẳng lên nào. Con đứng lên nào. Đi nào, 1, 2. Titi. Titi. Em ơi. Nào, mẹ xem nào. Sao thế? Sao mà buồn thế hả? Ôi, để mẹ cho em Titi uống sữa với. Cho em Titi đỡ đói nha. Con đi đâu á? Con đi đâu? Con rớt vào chân á. Ừ.
quần cho mẹ mặc cho chị nào. Đây đây quần của chị đây này. Đây con lấy cho mẹ nào. Rồi để mẹ tay quần cho chị đã nha. Chị ơi. Chị lấy khăn làm gì á? Lấy khăn để lau hả?